Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta tụ họp để suy ngẫm về sự thật sâu sắc về sự hỗ trợ của Thiên Chúa, đặc biệt là trong những lúc cần thiết. Trong lý thuyết Công giáo, chúng ta tin vào sự vô cùng hiện diện và vô cùng quyền năng của Thiên Chúa, có nghĩa là người luôn hiện diện và có quyền năng vô biên. Hãy khám phá khái niệm này từ nhiều góc độ, tìm kiếm sự khôn ngoan và hiểu biết. Từ góc độ thân thiện, chúng ta có thể quay về với Thiên Chúa như là người bạn đồng hành kiên định của chúng ta, người đứng cạnh chúng ta trong mọi thử thách và khó khăn. Giống như một người bạn trung thành đứng bên cạnh chúng ta trong những lúc khó khăn, Thiên Chúa cũng cung cấp sự hỗ trợ vững chắc của Người để nuôi dưỡng chúng ta. Người là tảng đá của chúng ta, nơi trú ẩn và sức mạnh của chúng ta, mang lại sự an ủi và yên tâm trong những khoảnh khắc của nỗi đau đau đớn. Về mặt khoa học, mặc dù chúng ta có thể không đo lường hoặc định lượng sự hỗ trợ của Thiên Chúa trong một phòng thí nghiệm, nhưng chúng ta có thể quan sát các hiệu ứng của nó trong cuộc sống của những người đạo đức. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có niềm tin mạnh mẽ và tin tưởng vào Thiên Chúa thường trải qua sự kiên nhẫn và sức khỏe tinh thần tốt hơn. Điều này ngụ ý rằng sự hỗ trợ của Thiên Chúa có những lợi ích rõ ràng đối với sức khỏe tâm lý và tinh thần của chúng ta. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều ví dụ về sự hỗ trợ của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh cũ, chúng ta thấy Thiên Chúa đã hỗ trợ Môi-se khi Người dẫn dắt dân Israel ra khỏi nô lệ tại Ai Cập, cung cấp sự chỉ dẫn, bảo vệ và các phúc lợi kỳ diệu. Trong Kinh Thánh mới, chúng ta chứng kiến Chúa Giê-xu dành lời khích lệ và hỗ trợ cho các môn đệ của Người, an ủi họ về sự hiện diện của Người và trao quyền cho sứ mạng của họ. Triết học, chúng ta suy ngẫm về bản chất của sự hỗ trợ của Thiên Chúa và những hậu quả của nó đối với sự hiểu biết của chúng ta về sự sắp đặt của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là mọi biết và mọi yêu thương, thì sự hỗ trợ của Người cho chúng ta chắc chắn có nguồn gốc trong sự khôn ngoan và lòng tốt hoàn hảo của Người. Các triết gia như Thánh Augustine và Thánh Thomas Aquin đã khám phá khái niệm về sự hỗ trợ thiêng liêng, khẳng định rằng sự hiện diện của Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Khi chúng ta suy ngẫm về sự hỗ trợ của Thiên Chúa, hãy cầu nguyện. Cha trời thân yêu, chúng con cảm ơn Cha vì sự hiện diện không ngừng nghỉ và sự hỗ trợ không lay chuyển của Cha trong cuộc sống của chúng con. Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con trong việc nhận ra và nhận lấy sức mạnh và sự an ủi mà Cha cung cấp. Thánh Jesus, bảo trợ của gia đình Thánh, xin cầu bầu cho chúng con khi chúng con đi qua những thách thức của cuộc sống. Đức Mẹ Maria, mẫu gương của niềm tin và lòng tin, dạy chúng con dựa vào sự hỗ trợ của Thiên Chúa với lòng tự tin và khiêm nhường. Chúa Giê-xu,
Ngươi là nguồn hỗ trợ cuối cùng của chúng con, mang lại cho chúng con hy vọng, hòa bình và sức mạnh trong những lúc gian nan. Ban ơn cho chúng con ân sủng để dựa vào Cha hơn nữa, tin tưởng vào lời hứa của Cha không bao giờ bỏ rơi chúng con. Xin sự hỗ trợ của Cha nuôi dưỡng chúng con qua mọi thử thách và dẫn dắt chúng con đến cuộc sống phong phú mà Cha đã hứa. Trong danh Cha chúng con cầu xin. Amen.